tre xanh xanh tự bao giờ chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh thân gầy guộc lá mong manh mà sao nên lũy nên thành tre ơi ở đâu tre cũng xanh tươi dù cho đất giỏi đất vôi bạc màu đã hơn nhiều thập kỷ trôi qua nhưng khi đọc lại những câu thơ trong bài tre việt nam của nhà thơ nguyễn duy người ta vẫn thấy trong đó vẹn nguyên một giá trị tinh thần tre khí phách tre văn hóa tre luôn luôn sống trường tồn bất diệt và thách thức với thời gian cùng với đề tài này đã có một nhà văn viết rất nổi tiếng một văn bản với thể loại bút ký đó chính là văn bản cây tre việt nam của tác giả thép mới cô trò chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé